chiếc lò vi sóng kết hợp nướng với mã số là KT45B thuộc bộ sưu tập Iconic của Hufflor. Với dung tích 44 lít và bao gồm 13 chương trình nấu, chiếc lò vi sóng kết hợp nướng này sẽ mang lại cho bạn một cảm hứng mới cùng với những tính năng thông minh và sự tiện lợi bất ngờ của nó. Chiếc lò được thiết kế màu đen, sang trọng là sự kết hợp hoàn hảo của thép không dỉ với thủy tinh cao cấp, tạo nên một sản phẩm vừa đẹp về kiểu dáng, vừa bảo đảm về chất lượng. Với hệ thống điều khiển cảm ứng màn hình lớn, được lập trình đầy đủ và rõ ràng các chức năng, rất tiện lợi cho việc sử dụng. Đầu tiên, đây chính là chế độ vi sóng, bạn có thể hâm hoặc nấu thức ăn đều được. Chỉ cần chọn chế độ này, sau đó chọn đồng hồ để cài đặt thời gian. Nếu muốn thay đổi công suất, sẽ nhấn dấu hình thoi này và ở phía dưới nhấn cộng trừ. Sẽ có tổng cộng 5 mức công suất: 100, 300, 450, 700 và 900. Sau đó, chỉ cần nhấn nút bắt đầu. Để thực hiện công việc nướng, bạn sẽ nhấn nút này. Sau đó, mình sẽ chọn dấu cộng hoặc trừ để chọn chế độ nướng. Đây là chế độ nướng và công suất mặc định là 3. Bạn sẽ chọn vào nút đồng hồ để cài đặt thời gian. Và thời gian tối đa bạn có thể chọn là 90 phút. Sau đó mình sẽ nhấn nút bắt đầu. Biểu tượng này, bạn có thể chọn chế độ nấu. Đây chính là chế độ nấu hoặc làm nóng lò nếu bạn muốn nướng. Tiếp tục chọn nút này, sau đó chọn nhiệt độ. Lưu ý, nhiệt độ nấu sẽ trong khoảng 50 độ C đến 230 độ C. Sau đó thì mình sẽ cài đặt thời gian. Thời gian nấu tối đa là 5 tiếng. Sau đó là bắt đầu. Sử dụng tương tự thì trong biểu tượng này có thêm chế độ nướng kèm quạt. Chế độ này thích hợp nướng với các món bánh cần độ giòn. Còn chế độ này là nướng bằng nhiệt trở dưới, phù hợp với nướng bánh bông lan, bánh pizza hoặc là các loại bánh trái cây. Đó chính là chức năng kết hợp vi sóng và nướng. Để thực hiện chế độ này, bạn sẽ chọn để kích hoạt biểu tượng vi sóng và nướng. Trong chế độ này sẽ có 4 lựa chọn cho bạn. Thứ nhất là vi sóng kết hợp nấu bằng nhiệt trở, phù hợp với các món ăn nhanh và đơn giản. Thứ hai là vi sóng kết hợp nướng kèm quạt. Chế độ này thì lại phù hợp với các món ăn có khối lượng ít như cá, thịt hoặc rau củ. Thứ ba là vi sóng kết hợp nướng nhiệt trở dưới, phù hợp để nấu nướng các loại thực phẩm nhanh chín. Và cuối cùng là vi sóng kết hợp nướng, dùng để nướng các loại thức ăn cần độ chín bên trong và một độ giòn thơm bên ngoài, ví dụ như là heo quay hay là vịt quay. Sau khi chọn xong chế độ, tiếp theo sẽ làm tương tự là chọn nhiệt độ và thời gian. Sau đó chỉ cần chọn nút bắt đầu. Ngoài ra, lò còn có thêm chế độ rã đông. Chọn biểu tượng bên dưới đây. Sau đó chạm vào nút cộng hoặc trừ để chọn chế độ. Có 3 lựa chọn. Đó chính là D01, D02 và D03. D01 và D02 là rã đông theo khối lượng. D01 với khối lượng thực phẩm từ 200 tới 1000 gram và D02 là khối lượng từ 100 tới 500 gram. Còn D03 là rã đông theo thời gian, bạn chỉ cần chọn thời gian rã đông là có thể bắt đầu. Và cuối cùng là chế độ nấu tự động, có tất cả 13 chế độ nấu và nướng tự động đã được cài đặt sẵn từ B01 đến B13. Mỗi B là một loại thực phẩm, ví dụ như nấu gia cầm hoặc là nấu rau củ. Những chương trình nấu tự động này bạn có thể tham khảo thêm trong sách hướng dẫn sử dụng.